không ạ? Thì mẹ nàng vâng tay cỏ hát thêm một thì mẹ nàng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lên Lạng Sơn là toàn ăn thế này thôi. Ôi, mấy không? Chỉ thế này mà thôi. Chỉ có thế thôi. 15 ông 3 con lợn quay. 15 âm, 3 con lợn quay thôi. Cho anh em bên tận không, không, cái tiếp em. Một con 5 âm. Xuống bếp phân này. Chèn như em béo vậy. Kéo nắp này, kéo nắp này. Mình làm có cái gáo gì đâu. Nữa. Bên đằng sau rồi. Phép rồi. Thế này thì quá khứ rồi. Che củi đỡ nóng nhà khôn thế. Một thế hắn mà. Bạt thế là hắn mà lấy. Điện thoại thế cơ. Không thế hắn. Cái mướp này héo rồi. Vậy bạn. Mưa rồi đây. Đây bắn ra. Ai chúng mau về anh em bắn mưa. Đúng không? Này không? Sao này? Tầm tiếng không? Nọc để tiếng chứ em? Cần hơn đấy, cần hơn cái nào đấy? Chúc con. Đây mày bắt cái bắt bắt đầu. Bắt này hết tay ham này lái thầu rồi lái thầu. Ai thích thì thầu này. Phải ăn vụ ở những này. Vụ này ham đây. Con này vàng hết rồi. Mà chế hơi hơi ham là hơi cắt bên cạnh phần ba đầu đấy có biết tay nhiều mười đám béo là bảy đấy tay đấy bắn đấy quay bắn chọn mấy nếu người chuẩn quay vật cứu bắt tàu như vậy ngon nhỉ ngon nhỉ ngon nhỉ ngon nhỉ ngon nhỉ thằng tham không có nhìn đều được cả chứ mày. Đâu. Cậu là mấy? Anh này ngồi buồn quá chưa được chưa uống chén nào hay sao ấy. Đúng rồi đó. Quá. Trên vàng thứ ba nặng cái tờ pha mà còn rồi thấy. Năm lên xuống chén. Ra đi. Đứng đây còn nóng. Yeah. Mặc quá mày về đường ba xá lại quay lên đường bản lưng xuống đường đi mà đường kia nó không dính không chơi như đường này bảo đấy dính chơi đấy ông mày làm thì có cái nào anh nói đi đâu rồi đây lái xe đúng không đúng không đúng không đúng không đúng không đúng không đúng Hả? Tóc sáng tóc sáng tập rung nó tập rung nhẹ nhàng nữa. Thế bé luôn phiêng phiêng ơi. Phiêng nắng ơi. Đó. Lắm cái giao lưu hả? Bên này có giao lưu, giao phối, giao khoa. Nào về hút con nhà. Con này con nghề. Con kia.
chụp mũ say cô năm lâu lâu mới lại này kín này thoải mái mà lâu mới lại học kín phạt tao mái cũng ra cái mình trắng lá trắng cái nửa lông mày này hoan tiếng rồi rồi trực tiếp từ đây không quay để cho mày quay cho mày một khác rồi không đi không đẹp trai này quay ông đẹp trai đâu ông đẹp trai đấy đâu 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 ông này đẹp trai nhất ông này đẹp trai này thôi xem con lợn nào đẹp nhất thôi đây con này con này con này con này con của em đẹp nhất đây con 93 ngắm mà thứng về bậc đang thôi chị nha. Hôm nay không mặc không mặc áo nùng à chị ơi. Hả? Hôm nay không mặc áo nùng à. Chào các chị nha. Sáng mai nhé. Sáng mai à? Vâng. Mai hát si nhỉ? Thế sáng mai vào sớm nhá. Cô này, vâng. Mai đôi để hát một cặp. Vâng, cô nhá. Vâng. Thế sáng mai vào đường nào? Hả? Sáng nay vào đường nào? Em không biết đường, em đi vào vòng xung cây số 10 em mới vào. Và thấy một thằng phải không? Vâng. Là con trai của cô ấy. Thế à? Vâng. Hai vợ chồng à? Vâng. Hai người nó đều nhau phải không? Vâng. Thế đúng rồi, con trai à? Con trai. Không biết đường nó đứng đâu. Con đi làm về. À. Mai con nó đứng nó bảo thế thì cứ đi theo em. Thế không hỏi á? Hỏi nhưng mà không biết đường. Bây giờ quay ba con lợn con đi gì? Ba con lợn quay vâng. Mai là các cô hát si, các cô hát si này hôm nay không mặc áo nùng rồi. Mai á, mai sáng mai nhá. Đồng tiêu hết toàn bộ. Đồng Mai à. Vâng. Có hẹn rồi mà. Yeah. Có hẹn rồi mấy bạn rồi. Hẹn vào quay mà trực tiếp mà. Hẹn rồi mấy bạn. Sáng mai đi đường con bó là nó người hơn. Ra cái số 5 phải không? Vâng. Trực tiếp à? Không ạ. Cháu quay tư liệu thôi. Ô máy mình đi pin à? Sáng à. Máy mình gặp pin gần đâu. Mày có đeo thiệt xanh chưa? Anh em heo nóng. Con kia nóng mà cởi áo ra rồi, à cởi quần ra rồi. Heo nóng này anh em ơi, heo nóng. Này, cởi quần, cởi quần này. Heo nóng. Heo nóng. Phát nước trời. Heo nóng. Hấp dẫn nhỉ? Hấp dẫn nhỉ? Nửa tiếng nữa lại xuống quay lại nhá, lúc là 9 rồi đấy. Anh là kênh gì anh? Tiên Sinh TV. Hả? Tiên Sinh. Tiên Sinh áo rồi, vâng. Em đăng ký rồi. Xem rồi, hát si nhiều mà. Thế còn là Thái Lăng Sơn đấy. Tí nữa lại xuống. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tam bên mình tại đây, chân tin ngon bên tại đây. Đại chứ à, đúng ta nữa là phải là ta mới ăn bánh. Mới ăn muốn ăn bánh. Thank you.
Gracias.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.